Hello, chào các bạn nha. Ok, tiếp tục mình làm clip xả kho. Xả kho theo định kỳ nha. Xả kho theo định kỳ. Hàng thì hàng mới về liên tục và hàng đi cũng liên tục nha. Thì trong đó có những cái hàng nó tồn động lại thì mình sẽ xả kho. Đó là lý do mình luôn luôn có những cái clip xả kho nha. Ok. Cầm cái ghế theo các bạn ơi. Giờ này là đuối rồi đó. Lịch trình bữa nào mà đi bãi các bạn là rất là mệt nha, bận rộn nha. Mà tôi bận rộn. Ok, đây. Bữa nay thì có một lô đồ mới nha, đồ mới. Thì cái này mình chưa kịp test đâu các bạn. Ngày mai mình tích cực mình trả đơn sạc vô, mình từ sáng tới chiều luôn cho nó xong 4 đơn. Một đơn hai cái và ba đơn là một bộ nha. Một đơn là hai bộ. Ok, thì đây mình giới thiệu sơ sơ thôi nha. Thì có một cái đèn tròn nữa, một cái chá tròn á, thì cái đó là 300 bao ship thì mình đã bán rồi, nhưng mà bên bãi vẫn còn, thì để mình đi lấy thêm nha. Còn đây là bộ này nè, cái bộ này là cái đèn nha, đó. LED nha các bạn, xài LED nha. Bộ này, cái này đèn trước này, đèn đuôi nè, đuôi ha, nó làm rất là kiểu cách ha, rất là đẹp. Mình không biết đồ với đâu nhưng mà cơ bản nhìn rất là đẹp nha. Đó. Một bộ như vậy thì một cụm như vậy nhá, một cụm đèn với lại cái đuôi nè, 450k bao sóng nha, LED bao sóng đủ chức năng hết, hàng mới chưa xài, 450k. Tặng luôn một cặp xi nhan nha, cặp xi nhan đuôi đó. Cái này giống như của Yamaha các bạn, tựa tựa vậy nha đó, rất là đẹp. Ok, thì cái này 450k bao ship, tặng thêm cặp. Còn cái đèn tròn tròn là 300 nha, nhưng mà cái đó thì hết hàng rồi, để mình lấy thêm nha, 300. Còn cái cặp xi nhan trái phải này, cặp xi nhan trái phải này đó. Một cái trái cái phải nha. Cặp này 250k bao ship nha, 250k bao ship. Cái này như là xài bóng LED hay sao các bạn, mình không thấy nha. Không, bóng tròn các bạn ơi, bóng tròn, không phải LED. Còn mấy cái này thì cứ 160 cái nha, giờ nãy mình cũng có báo nha, 160 một cái. Đó. 160 hay 180 ta. Nói chung thì mình tính thêm tiền ship cho nên là nó test sóng nha, test sóng nha. 180 cái bao ship đi các bạn. Ship chỗ này hơi mắc nha. Đó. Tùy khách chọn nha. Ở giữa thì này LED hết nha. Ở giữa khách có thể chọn đỏ hoặc là vàng. Còn cái heo dầu này thì hiện tại đã có đơn mấy đơn rồi các bạn. Mình gom đơn nha. Mình gom đơn mình lấy thêm. Ô. Nha. Giống như trên xe ấy các bạn. Dây dắt làm rất là đẹp ha. Này hàng xịn chứ không phải hàng dở đó các bạn nha. Hàng xịn nha. Hàng mới chưa xài á. Má phanh nè, các kiểu mới tinh các bạn. Túm lại là mới tinh luôn nha. Mới tinh. Đi kèm cái đĩa. Đĩa rất là đẹp luôn, dày cui. Hàng mới chưa xài. Đó. Thì cái này mình bán bên bãi á, nó về sao mình bán vậy nha. Mình không biết là còn thiếu cái bộ phận nào không, nhưng mà cơ bản hàng mới thì mình nghĩ là còn đủ nha. Hình như rút cái miếng nhựa ở giữa ra nè, hiện tại nó đang có một miếng nhựa nó chặn ở giữa ha, rút ra đó. Nhả ra cái này bên mấy người mấy khách ấy các bạn, mấy khách xe máy đồ rất là rành nha, xe điện á. Cái này mình nhấn nó vẫn nhảy bình thường nha. Ấy da. Nhấn vẫn nhảy nha. Nè. Vẫn nhảy nè. Cốc 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 luôn á. Nha. Vẫn nhảy nha các bạn. Dầu nè, ha, mắc dầu nè. Dầu đầy full luôn. Đó thì một bộ như vậy các bạn, luôn cái đĩa nha. Là 300 nhiêu ta?
như 380 bao ship hay sao á. Ship cái này là như là 55-60k gì các bạn. 380 hay là 350 gì nãy mình nói nhiêu quên rồi. Án chừng chừng nha, tại trừ tiền ship. Còn 300 thì lãi được mấy chục ha, cũng được. Đó. Hay là 380 các bạn. 380 bao ship là luôn cái đĩa, luôn cái đĩa bộ heo dầu. 380 bao ship. Hoặc là 350 cũng được nhé. Khách nào lấy hai bộ thì là 600. Nếu mà khách nào lấy hai bộ thì 650 đi các bạn. Hai bộ thì mình sẽ giảm lại. Hai bộ thì là 650k trước sau nha. Hai bộ thì 650k. Còn một bộ thì là 350k ha, bao ship. Hình như nãy mình bắp 350 á. Còn còi này thì cứ 50k một cái nha, bao ship. 50k một cái bao ship 12V. Còi. Đó. Còn cặp đèn xi nhan này thì 50k một cặp nhé. 50. Ủa. Ừ, đúng rồi, 50k một cặp nhé các bạn. 50k một cặp nhé. Nhưng mà khách nào mua kèm kèm trăm đơn 100k đổ lên đó nha, mình mới bao ship nha. Chứ 50k mà ship hết 30k là thôi thua nha. Còn này khách nào mua những món lớn lớn thì mình tặng nha. Ví dụ như mua cái này mình tặng. Mua cái này thì để coi coi, mình đi gom số lượng về mình tặng nha. Nếu có dư thì mình sẽ tặng nha. Nhưng cái món lớn này là chắc chắn phải tặng nè. 450k bao ship nha, tặng. Ok, đi vòng nha. Xả hàng. Các bạn thấy kho này rất là gọn ghẽ. Đó. Bữa nay đi sưu tầm được một cái tủ chân. Về mình mới hàng xong các bạn. Bốn cái bánh xe nó không có cái bát á để bắt. Không có lỗ ốc nha. Thì bánh xe là của cái khác á. Cuối cùng mình hàng vào là xong. Em ru luôn. Gần 100 kg, chín mấy ký. Cái này thì mình sẽ giữ một bộ mình xài ha, giữ một bộ mình xài. Mình làm một cái máy cho riêng bản thân mình. Nè, tất cả đây nè, đưa lên hết. Tất cả đưa lên hết với bộ này luôn. Chà, bộ này hơi dài ta. Nhưng mà chắc như dưới đây các bạn. Là máy chế cháo chơi. Chạy mấy cái hàng nhỏ nhỏ để các bạn, cái bát cái này cái kia. Có một cái để mà thỏa đam mê ha. Mình là dân lập trình gia công 10 năm. Ha, CNC 10 năm. Từ lập trình tay, chuyên lập trình tay nha. Cho tới lập trình Metacam đổ các kiểu. 50 của mình chưa chạy nha, còn lại chạy hết rồi. Có 50 rồi thì đang hứng khởi, đã mới đặt một cái bo bên Trung Quốc các bạn, 50-60 luôn. Ha. Về nó dư ra thì mình làm thêm những cái tác vụ khác độc lập. Ok. Đây, cụm này. 800 không bao ship hoặc là 900 bao ship. À. Cụm này chật nhà quá. Cụm này nặng lắm luôn á. Có hệ thống cái dàn động cơ bước nè. À, khách nào làm nó nhảy qua trở lại không? Cụm này khi di động thì là cái chân nó lên xuống nha. Bốn chân nó lên xuống. Motor. Xả 800 nha, không bao ship. Hôm qua mình xả mấy đồ linh tinh các bạn. Cảm ơn khách ủng hộ nha. Khách mua rất là nhiệt tình. Để coi mình coi cái gì linh tinh thì mình xả tiếp nha. Cái đèn này các bạn, cái đèn này nha. Cái đèn của Mỹ nè. 12V vậy nè. À, cái đèn này cộng với cái này là 100k bao ship. Cộng với cái bộ chia hơi vào 1 ra 3. Đó. Với cái đế thép 100k bao ship. À, xả. Còn cái này thì mình cũng làm biến chỉnh nghiên cứu các bạn. AVR mà có thể controller được nha. Tức là chỉnh min chỉnh max được á, cái này trong cái máy phát điện nha. Cái này bán các bạn 300. Hàng bãi nha. Chưa không bao gì nhưng mà hàng bãi. AVR controller. AVR mà các bạn có thể chỉnh được volt thì quá là tuyệt vời ha. Thường AVR nó chỉ chết các bạn. Dừng bao nhiêu đó. Tiếp tục. Hai cái bộ này xả 1,2 triệu một bộ nha, hành trình 300 inox. Bước 10.
xã xã. Cái này khách nào tiếp nối chương trình không? Mình xả 200 nha. Đầy đủ motor mạch các kiểu. Xả 200 bao ship. Nó coi như là không bao gì nha. Mình mở ra mình nghiên cứu mình bỏ tới đây luôn. Xả. À, giống như quạt phản lực các bạn. À, có motor. Giống quạt phản lực rồi đó. 200. Quạt này cái combo này mình xả cho các bạn là 240k bao ship, cấp điện 220 là xài. Combo này 240k bao ship nha. Khách nào muốn chơi hệ phản lực lấy nha. Gọi là siêu mát luôn ạ. Cái này mới chưa xài, hàng mới không nha. Phản lực đấy các bạn. Nó đi luôn nha. Nó đi luôn á. Con này ở mình đang chạy ở 29V. 29V. Khách nào lên chuẩn con này 48 thì như phản lực. Con này khách nào mà làm phun thuốc trừ sâu trên đọt cây rồi ha. Ha. Con này lẻ thì là 200 nha. Nhưng hiện tại mình đang xả là cái bộ như vậy là 240. 240 bao ship. Về cấp điện 220 là xài, 240. Đó, xả, cái này là xả nha. Chứ bình thường cái này 200. À, cái này 80 là 208 nha. Giảm 40k, xả. Cái này hồi chiều là không kịp nha. Sáng mai ráp hai bộ giao hai khách nha. Cái này là cuối cùng là hết hàng. Coi như là đứt luôn các bạn, hết hàng. Bên bãi cũng không có nữa. Quả lồng sóc 220. Ngày hôm qua mình được một túi quà của một anh khách ở gần nhà. Ảnh là chuyên cho thuê máy photocopy các bạn. Có mấy máy hư á, ảnh rã được mấy cái. Đem qua ảnh cho, ảnh biết mình là chuyên hệ motor. Mấy cái này tạm thời mình để mình chơi nha. Chứ cũng có mấy cái, cũng mất công. Ha, cũng là những loại mà mình hay đi lấy về. Cơ bản thì mình không có bán loại này nữa nha. Ở đây thì cũng có nhiều khách hỏi thăm à, anh có bán nữa không? Không. Bán lỗ không à, hàng mới tinh chưa xài à, quá đẹp luôn. Để dành. Ừ cái này à, mình xả đi quá trời luôn các bạn. Sắp hết rồi. Còn mấy cái à. Cứ 10k một cái, 10k một cái. Mình đang có chương trình tặng 2 cái. Khách mua quá trời mua luôn. Bây giờ sao ta? Tức là dây không đủ các bạn. Bây giờ dây á chỉ còn ít lắm nha. Dây còn rất là ít. Bây giờ mình bán cho các bạn là bán sao ta? Mình bán cho các bạn là 100k 15 cái. Trong đó chỉ có một cái dây thôi. Nha, mình sẽ chia ra. Chỉ có một cái dây thôi và mình đấu sẵn cho các bạn luôn. 100k 15 cái bao ship, coi như mình xả hết nghỉ. Bán lỗ. Luôn này lỗ. Mua 10.000 cái nha. Bây giờ mình xả 100k là 15 cái cộng với bao ship luôn nha các bạn. Và mình nói trước là chỉ có một giây thôi nha. À, chỉ có một giây thôi và mình đấu cho các bạn là đấu cho các bạn về cấp điện 12-24 là chạy. À, cái này là xả nha, xả hàng nè. Còn cái này thì mình còn 2 cái. 200 còn 2 cái thì xả 200 cái bao ship. Có cái lỗ thông qua các bạn. À, quay mặt đạn của Nhật đây bạn. Cái này các bạn mở ra trong đây là hai mặt đạn nha, chứ không phải một. Đây là hai cái mặt đạn nè, ở đầu này một mặt đạn nè, là ba cái mặt đạn. Bữa bên bãi có một cái bị xúc ra, bị ai mở ra thử thì sao. Nha, 200 một cái nha, bao ship đó, xả đó. Còn cây này 120k xả luôn, 120k nâng hạng 100 ký. Hành trình
12 cm. Còn cây này của Mỹ nha, hành trình được 50 cm, đã bao gồm luôn cái tay bấm lên xuống à. À để các bạn 210k, từ 208 giảm còn 210 bao ship đó, xả luôn á. Cái này của Mỹ nha, cái này lên xuống tốc hành luôn, rất là nhanh, bấm lên bấm xuống 24V. Giá xả nha các bạn, giá xả. Con cây này định bán nhưng mà có một cây một, chắc để xài quá. Cây này 350k, chắc để xài các bạn, có mình có nhiều việc, có nhiều ứng dụng. 350k. Cặp kê này thấy đẹp á, thấy đẹp lấy giờ dư ra. Kê này có hai miếng thép. Sao ta? À mà thôi để coi các bạn. Hoặc cặp này 400 bao ship nha, khách nào lấy thì 400 bao ship. Cặp kê. Mấy cụm này mình lấy về chưa kịp test, chắc mai quá, mai mình test. À còn cái này mình xả. Trong bữa nay mình xả các bạn, cái này thì 100k 3 cái là tối đa rồi các bạn, hết cỡ rồi nha, bao ship. Đó, các bạn được ba cái vòng bi, ba cái vít me. Cái bộ này nâng hạ là 100k nha. Mình tháo motor. Còn motor này thì mình giảm thêm 20k là còn 80k bao ship. Giá là sập sàn luôn. 80k bao ship. Trăm cam 12 cái. Tăng thêm 12 hay 15 cũng được các bạn. À, bán đại nha. Bán đại 15 cái. Lấy con này cái kia cho các bạn về nghiên cứu. Cái này xả 200. Báo mấy độ xả xả. Cục này xả các bạn 200, không biết làm gì. À, để 180 cũng được. Không biết làm gì của Mỹ. Radio Phúc Sơn. Cái này xả 300, sạc vô 500, thình cỡ 500W á. Xả các bạn 300 bao ship. Bên trong có cái thắng nha. Không bao gì nha, chỉ bao sóng thôi. Cặp lo xả 300, giảm thêm 100. Cái này 300 hút bụi. Nhưng mà không bao gì nha. Vậy các bạn tự nghiên cứu. Lượm về để đó chưa kịp làm gì luôn. Ừ, bữa nay cái ống hút của các bạn đi rồi các bạn ha. Còn cái cần kia thì 400, mua 600 bán 400. Cái đó giờ bên bãi cũng bán 600 các bạn, của Mỹ á. Cái bàn này thì bên bãi còn một cái. Giá tại bãi là 2.8 triệu, không bao ship. Khách nào mua thì mình ship ra chành xe các bạn. 2.8 triệu. Từ chành xe về cho các bạn khoảng mấy trăm nghìn nữa. Thép dày 20 ly. Nha, 15, 18, 20 vậy đó nha. Nhưng mà cỡ này thì quá cứng rồi. Quá cứng vững. À, quá đỉnh. Cái trục bô này mình xả còn 500 nha, của Hyundai. À, xả cái cuối cùng. Cái này thì khách nào đặt thì mình đi lấy nữa nha. Bữa mua dư. Còn cụm này đã khách đã có khách chốt rồi nha các bạn. Nhưng mà để mai đi bãi mình lấy thêm, có bao nhiêu lấy hết nha. Cụm này là 450k bao ship. À, các bạn làm máy ép. Hai cái này các bạn chỉnh lại nha, nó bị lệch tâm rồi nè. Chỉnh lại cho ngay lại và siết lại nha. Nó xíu bằng cách nào ta? Này ốc này các bạn. Bắt xuống nha. Gịch nó xuống. Đó, hiện tại nó đang hở. Ốc rồi nè.
hai ốc hai bên nè, bạn xiết nó lại, gịch gịch nó xuống nha. 450k bao ship ha. Đầu này đầu giống như đầu ấy các bạn, đầu điểm như đầu nó ấy nha, nó dập cái túi hay sao đó, nó có răng răng này. Bạn cũng còn mấy cụm để lấy về hết mình bán cho các bạn. Còn cục này bán trong clip này giá 320 bao ship, coi như mình thu về tầm 250k, giá lỗ Noratel Germany ha, Germany Noratel. Con này vào là 0-42V, áp ra là có hai điểm là 0-70 và 0-100, cách ly nha, cho anh nào chơi âm thanh. Còn bộ bơm dầu của Nhật này nha, cái này lâu rồi mình test nó chạy nè, bán các bạn 500, về khách nào xài những cái tia nhỏ nhỏ á nha, bơm dầu máy in Japan 500 bao ship giá xả nha, giá xả kho. Cái này để thì cũng không làm gì nha, cái này 50k về cho các bạn lấy linh kiện ha, lấy linh kiện. Opto quang quá trời luôn các bạn ha, opto quang cách ly quá trời luôn ha, bao nhiêu luôn. Cái này vẫn chạy nha các bạn, vẫn chạy nha, nhưng mà mình không bao gì nha. 50k còn cái gì nữa không ta? Ô, tay chơi game này để bữa nào tải cái ấy về chơi, con chơi con tra rồi nha. Thời của mình là chơi con tra các bạn, thời các bạn chơi cái gì? Đèn cái này nè, bút follow, cái này bán bạn 100k nha, 100k. Cái này mình để mình chơi bữa nào rồi chơi, tải game về hay rủ hàng nhóc chơi. Cái này 100k bữa nay mình tặng thêm miếng là 7 miếng các bạn, mạch lọc 100V, con này chuyên âm thanh nha, 100k 7 miếng đó, bán giá lỗ 100k 7 miếng. Ok, xả một số đồ như vậy các bạn.